Chào các bạn, trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái đèn E-Light ở trên hệ điều hành iOS. Đầu tiên thì các bạn cần phải cắm vào một cái đuôi xoáy bình thường thôi và các bạn bật nó sáng nó lên. Thì khi mà chưa có gì thì nó vẫn có một cái cường độ sáng cao nhất, và các bạn muốn điều khiển được nó cường độ sáng giảm tăng cũng như là tắt bật thì các bạn cần phải kết nối nó với cái ứng dụng của Xiaomi. Và để có cái ứng dụng của Xiaomi thì các bạn cần phải tải cái ứng dụng ấy về. Các bạn có thể truy cập vào App Store để tìm cái ứng dụng này. Cái ứng dụng thì nó tên là Mi Home, nhưng mà trên phần tìm kiếm thì mình phải gõ chữ Xiaomi các bạn nhé. Đó, khi các bạn gõ chữ Xiaomi và Enter, nó sẽ hiển thị ngay ra một cái ứng dụng màu xanh đây. Và các bạn kích vào nó để cài đặt cũng như là mở ứng dụng này ra. Ở đây thì mình cài sẵn rồi. Ngoài ra thì sau khi mà tải ứng dụng về thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản của Xiaomi. Ở dưới clip này mình đã có cái đường link để hướng dẫn tạo tài khoản rồi. Sau khi tạo tài khoản xong thì bạn đăng nhập vào cái ứng dụng của Xiaomi. Bây giờ bắt đầu kết nối thì các bạn chạy ứng dụng Mi Home. Đây là cái giao diện chính của ứng dụng Mi Home. Các bạn phải lưu ý là các bạn cần phải đăng nhập cái tài khoản sau đó mới được kết nối. Ở đây thì mình đã đăng nhập rồi và chuyển sang cái menu device. Để kết nối thì đầu tiên các bạn phải chọn vào dấu cộng. Sau khi chọn dấu cộng thì các bạn di tới cái phần đèn này, E-Light. Đây rồi, đèn E-Light đây. Và các bạn chạm vào. Lưu ý là ở đây nó sẽ bảo hỏi các bạn là cái đèn này đã bật chưa, và mình nhìn thấy nó bật rồi thì mình chọn tick power on, next. Đây là phần nhập mật khẩu wifi. Các bạn nhập mật khẩu wifi nơi định kết nối cái đèn này, sau đó thì chọn next. Ở đến bước này thì các bạn ấn nút home để ra ngoài màn hình chính của điện thoại. Sau đó thì tìm đến phần cài đặt wifi. Ở cái phần wifi này thì các bạn nhìn thấy cái sóng của E-Light. Các bạn nhìn ở phía dưới đây đã hiển thị cái sóng E-Light và các bạn kết nối nó. Sau khi kết nối xong thì các bạn ấn đúp nút home để quay lại cái ứng dụng Mi Home. Đó, thì mình sẽ quay lại cái ứng dụng Mi Home. Và sau khi quay lại thì nó sẽ tự động kết nối, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta duy nhất là đợi cho đến khi kết nối thành công. Đây là cái giao diện kết nối thành công. Khi kết nối thành công rồi thì các bạn chỉ cần ấn nút Done ở phía bên trên góc trái này là xong thôi. Đã hoàn thành cái quá trình kết nối và ấn quay lại. Như vậy thì trên ứng dụng các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái tên sản phẩm E-Light đã xuất hiện, với cái dấu chấm đỏ thể hiện là đây là cái sản phẩm vừa mới kết nối xong. Và để điều khiển nó thì các bạn chạm vào để điều khiển nó. Trong cái giao diện chính này thì các bạn lưu ý là khi chúng ta vuốt lên hoặc vuốt xuống ấy thì nó sẽ là tăng giảm cường độ sáng. Các bạn vuốt lên nó sẽ tăng cường độ sáng và vuốt xuống nó sẽ giảm cường độ sáng. Và để bật tắt cái ứng dụng này thì các bạn có cái nút power ở đây. Khi các bạn ấn nút tắt thì nó sẽ tắt, mà khi các bạn ấn nút bật thì nó sẽ bật. Ngoài ra thì các bạn có thể thiết lập được cái nhiều cái chế độ cường độ sáng yêu thích, thì các bạn sẽ add vào cái phần favorite này thì nó sẽ có nhiều cái chế độ cường độ sáng yêu thích cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể set được cái thời gian sau 5, 10, 15, 20 phút thì nó sẽ tự động tắt. Các bạn cũng có thể tương tác cái đèn này với cái thiết bị Smart Home Kit của Xiaomi, cực kỳ là hay. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cái phần kết nối đèn E-Light. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.